được biết đến với những đồi thông bạt ngàn, những đó hoa tươi đua nhau khoe sắc. Đó là những ấn tượng khó phai trong lòng của mỗi du khách khi đặt chân đến với thành phố Đà Lạt. Cảnh sắc thiên nhiên ở xứ sở sương mù lúc nào cũng thơ mộng như thế. Cao Quang Bình sẽ là người bạn đồng hành cùng với Ánh Nguyệt trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa quý vị đi khám phá những điều thú vị trong thiên nhiên. Chào mừng quý vị đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn nằm khá xa Đà Lạt, nhưng chắc chắn sẽ khiến các bạn phải tò mò. Cảm giác tò mò luôn đi kèm với những câu hỏi có gì mới, có gì lạ. Và câu trả lời sẽ có ngay bên trong cánh cổng này. Tòa lạc ở xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km về hướng bắc. Vườn thú Dù Đu là sự lựa chọn của nhiều du khách khi đến với nơi này trong thời gian gần đây. Không chỉ bởi nơi này nằm ngay cung đường đèo quanh co, uốn lượn từ Khánh Vĩnh, Khánh Hòa lên Đà Lạt, mà đây còn là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, yêu thế giới động vật. Nằm giữa rừng thông già, vườn thú Dù Đu là một vườn thú mở với nhiều loại thú lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Anh, cái này là giống cừu ở đâu vậy anh? Đây là cừu đốm, cũng được nhập từ Úc về luôn ạ. Thức ăn của cừu là gì ạ? Thức ăn chính của cừu thì vẫn là cỏ và rơm khô, cỏ tươi và rơm khô. Còn cái mình cho ăn đây chỉ là cái phần thức ăn bổ sung cho nó thôi. Trên tay của nó là những có cái con số nè, rồi có những cái những chữ nữa, đó là nó được cái gì ạ? Cái thứ nhất, cái phía bên tay phải mình đây, cái màu cam thì là cái số vị trí của nó, thì mình sẽ dựa vào những cái số đó để đọc tên của nó. Ví dụ như hôm nay mình đi kiểm tra thấy con số 3 nó có triệu chứng bất thường, thì sau đó mình sẽ thông báo với mọi người là con số 3 bị bệnh, thì mình sẽ xuống tìm con số 3 đó và kiểm tra sức khỏe của nó. Còn một bên là cái chip GPS, cái định vị của nó. Cái dựa vào đó thì mình có thể theo dõi sức khỏe của nó và xác định những cái vị trí của nó khi mà nó đi lạc. Ngoài cừu ra thì mình còn có nhiều động vật khác không ạ? Đúng rồi, vẫn còn rất là nhiều loài động vật khác ở phía dưới kia. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống phía dưới đó tham quan nhé. Đây là lần đầu tiên Ánh Nguyệt được đến với vườn thú Dù Đu, và những bạn thú ở đây thực sự rất là dễ thương và gần gũi. Khi đến đây thì mình mới có thể hiểu được cái cảm nhận là tất cả những người chăm sóc thú ở đây họ đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là khó khăn để có thể đào tạo cho những bạn thú ở đây có thể thích hợp với môi trường cũng như là gần gũi với con người. Và khi đến đây thì mình đã được tham quan rất là nhiều con thú khác nhau, ví dụ như là kangaroo và con cừu được nhập khẩu từ Úc. Bên cạnh đó thì ở đây còn lưu giữ và bảo tồn rất là nhiều động vật quý hiếm của đất nước Việt Nam, ví dụ như là con khỉ đuôi dài và con chim chỉ. Mình ơi, những con kangaroo đây thật là dễ thương anh nhỉ. Đây là động vật đặc hữu của nước Úc và duy nhất ở Việt Nam chỉ có Dù Đu mới có Dù Đu, mới có kangaroo. Anh ơi, ở mình thì có tất cả bao nhiêu loài vật ở đây ạ? Ở Dù Đu thì có hơn 10 loài vật. Dạ. Và chủ yếu là được nhập từ Úc về. Em thấy á, có những con cừu á là họ gắn chip ở trên tay á, sao tại cái kangaroo thì không có những cái chip đó hả? Mình không có gắn chip ở trên tay của những con kangaroo này là bởi vì cái tay của nó sẽ khác với tay con cừu. Nó hơi mỏng một xíu nên nó rất là dễ rớt. Mình sẽ cấy chip vào thẳng trong cơ thể của nó. Anh ơi, như cái con mà anh đang ẵm đây là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con này tính theo đúng tuổi của nó thì nó được hơn 4 tháng rồi. Và nó được sinh ra ở Việt Nam. Nếu tính theo đúng tuổi của nó khi bước ra ngoài á, còn cái tuổi chính của nó thì gần 1 năm rồi. Tại vì nó sẽ mất khoảng thời gian là 165 cho tới 200 ngày để ở trong túi mẹ rồi. Khi mà con mẹ mang thai kia, con kangaroo con này thì nó sẽ chỉ mang thai từ khoảng 27 cho tới 35 ngày là đã sinh rồi. Thì với những con vật khác sau khi sinh thì nó là một cơ thể hoàn chỉnh. Còn riêng con kangaroo này thì nó sẽ chỉ là một cái phôi thai rất là nhỏ, chỉ bằng hạt đậu thôi. Sau đó con mẹ sẽ đem cái phôi thai đó vào trong túi để mà phát triển ở trong đó, và nó cần một khoảng thời gian là 165 cho tới 200 ngày để mà có thể phát triển được như thế này và ra ngoài sống một cuộc sống tự lập. Anh ơi, nãy giờ thì em với Nguyệt đã đi thăm rất là nhiều loài vật ở tại vườn thú của chúng ta. Vậy thì vì sao mà vườn thú của chúng ta lại đặt tên là Dù Đu ạ? Dù Đu là một cái hiệp hội vườn thú thân thiện trên toàn thế giới. Mình là một cái format nhỏ nhỏ của cái vườn thú nhân thiện Dù Đu. Là mình sẽ lấy cái tên Dù Đu để làm cái tên của vườn thú mình luôn ạ. Vậy thì tổng quan tại vườn thú của mình có điểm gì đặc biệt ạ? Thì ở đây du khách sẽ được tiếp xúc gần gũi với những con vật này, được cho nó ăn trực tiếp ở trên tay,
và được biết những cái thông tin về những con vật này cũng như cuộc sống của nó. Và cái đặc biệt là du khách sẽ được ngắm nhìn những con kangaroo này, là động vật đặc hữu của nước Úc. Anh Quang Bình có thấy không, ở đây là chúng ta không chỉ được tham quan cũng như là chơi đùa với những con thú, mà ở đây còn mang đến một cái ý nghĩa rất là đặc trưng, đó chính là bảo tồn động vật của thiên nhiên. Vì cái mục tiêu chính của vườn thú Sudu là tạo dựng cho thế hệ thiếu nhi, bởi mình sẽ tạo dựng cho chúng cái niềm yêu thương động vật ngay từ bé, yêu thiên nhiên ngay từ bé, và nó sẽ bớt thụ động với cuộc sống công nghệ bây giờ hơn. Chắc hẳn là khi mà du khách đến với vườn thú Sudu hay là Ánh Nguyệt cũng như là Quang Bình đến đây thì mình sẽ có một cảm nhận rất là riêng về nơi này. Bên cạnh đó là mình sẽ thêm yêu thiên nhiên và yêu tất cả những động vật hoang dã đó các bạn. Theo như Quang Bình được biết thì để xây dựng vườn thú thì dường như những tán thông của chúng ta vẫn giữ nguyên vẹn. Và khi mà du khách trải nghiệm tại vườn thú Sudu thì sẽ có cơ hội được đến với những loài thực vật có thể nói được nhập khẩu hoàn toàn tại nước ngoài, như là ngựa lùng nè, rồi lạc đà không bướu, rồi chuột túi nữa. Chuyến đồng ruồi của chúng ta ngày hôm nay còn rất là dài, cho nên Quang Bình rất là tiếc khi phải nói là chia tay với các bạn thú của chúng ta ngày hôm nay.